Sau cơn rối loạn tiền đình, Bitcoin tăng bốc đầu, tuy nhiên khó gặp lại ngưỡng giá 1 tỷ đồng. Monero tăng hơn 12%, có giá 264 USD. Stellar tăng gần 22%, lên mức giá 0,454 USD. Polkadot tăng hơn 27%, lên gần 24 USD. Mới đây nhất, giá Bitcoin trở lại tăng lên mức 39.000 USD. Theo đó, hàng loạt đồng tiền kỹ thuật số khác cũng móc nối nhau tăng giá, thị trường ngập sắc xanh tươi mát. Tiếp theo, từ dữ liệu lúc 7 giờ 5 phút sáng hôm nay giờ Đông Lào, giá đồng mã hóa Bitcoin mua với giá hơn 39.000 USD, tăng hơn 10% so với ngày 24 tháng 5. Trong 24 giờ lướt qua, giá Bitcoin lúc cao nhất lên đến gần 40.000 USD. Bên cạnh đó, số lượng giao dịch đồng tiền xuất hiện năm 2009 trong 24 giờ đồng hồ qua đạt gần 68 tỷ USD. Theo đó, làm vốn hóa của thị trường Bitcoin xác nhận tại mốc gần 731 tỷ USD. Đi sâu hơn, tốc độ tăng trưởng năng động từ những đồng tiền số đứng đầu đã nâng tổng vốn hóa thị trường lên cao. Cụ thể, tổng khối lượng giá trị định giá thị trường tiền kỹ thuật số quay lại mức hơn 1.700 tỷ USD đã tăng hơn 17% so với ngày hôm qua. Nói thêm, chỉ gần với tuần trước khủng bố cho nhiều nhà đầu tư tiền số, khi Bitcoin với những đồng tiền công nghệ khác gặp sóng gió, giá bán kịch liệt. Đi sâu hơn, ngân hàng đất nước Kim Chi đang tìm kiếm sự kết nối từ các nhà đầu tư để xây dựng nền tảng tiền số, thực hiện thí điểm trong thời gian sắp tới. Có lẽ đây chính xác là động thái từng bước chuẩn bị để quốc gia có hơn 51 triệu dân phát hành đồng tiền mã hóa chính thức. Trong quá khứ, Ngân hàng Trung ương xứ sở sương mù, quốc gia đông dân nhất thế giới và vương quốc lớn thứ ba trong Liên minh châu Âu cũng dần tìm kiếm hướng đi, giúp đẩy mạnh tiền công nghệ, hiện đại hóa hệ thống tài chính và đề phòng những rủi ro bất lợi xuất phát từ tiền số. Mong bạn không tham gia bất kỳ hoạt động nào làm mất tài sản. Bản tin tiền mã hóa hôm nay kết thúc. Cảm ơn và chúc một ngày may mắn.